shopnow.vn, à click quên, giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Slim Muzin, một cái vị tướng xạ thủ của Lee Kwang Moo Bee. Hôm nay mình chuyển hướng đi chơi AD cho nó mới lạ tí các bạn ạ. Sau khi mà những cái vị tướng AD khác thì mình đã làm clip ở thời gian gần đây rồi. Hôm qua thì làm Violet rồi, hôm nay chuyển qua Slim bắn phóng phóng chơi cho anh em xem cho nó có còn gọi là mình còn nào hảo Slim ngày xưa không, hay là bây giờ vế rồi. 1 2 3 piu phập. Úi dồi ôi, em xin chỗ phóng ghê không các bạn, các bạn thấy mình phóng đẳng cấp không? Trời ơi, nói chung là bình thường. Ôi, bình tĩnh. Ô, nó dí mình kìa. Ơ, mấy cái thằng này nó không biết trời cao đất dày là gì hết ta, nó không biết mình là ai luôn hả trời. Xin thông báo báo cáo cho bạn biết một điều luôn, mình là chùm Slim Muzin, một mình chấp hết, mình không ngán con rán nào, nghe chưa? Piu phập. Ôi dồi ôi, phóng cái nào nó cứ gọi là lòi phèo cái đó nha các bạn. Ây da, thiệt là hay quá nha. Bầm én piu phập. Trời ơi, phóng kìa, phóng một cái một trúng rồi lòi hàng luôn á. Vị tướng tho cho bạn, xạ thủ cho bạn đứng chạy rồi không mà quay lại à? Ui đồng thế, ui ồ, ui đồng thế ấy, chết ngoại rồi, phóng trúng cũng quá anh em ơi. Thôi sao rồi, tem tôi nó chết như một con rẹp luôn rồi, chết hết trơn luôn, không còn ai luôn, toàn quá toàn rồi. Ui ôi, ôi bạn ơi, muốn ăn người ta này, muốn ăn không, ẻn trời, lại còn đòi ăn nữa cơ chứ. Thôi đi về, hết máu rồi, chẳng may Natalia nó lại phóng nhẹ kia một cái chết mình nữa, khổ đời. Rồi xong nha, mình thấy trận này là có nguy cơ rồi đấy, xem mình đánh kiểu gì mà bây giờ là... Ủa ôi, sao mà bạn Thu này bị làm sao ấy, gì không ba rồi kìa. Mình cảm thấy nó hơi có điểm ấy nha. Mấy bạn chơi game đừng có phít mạng nha, không thì mình lại phải gánh tem thôi, có sao đâu, bình thường. Trời ơi, dân cày thuê mà lại phải ngơ xạ đồng đội mình nó phế à. Úi ôi, ấy rồi ôi kìa, phóng bên phải, phóng bên trái mà né bên phải luôn, hay thế. Bình tĩnh thôi anh A Thu ơi, anh đừng làm ra làm cục thịt cho người ta đánh nữa đi. Trời ơi, đánh con không biết đau hay gì hết ta. Thôi được rồi, bình tĩnh, được rồi, đi thôi. Trời ơi, đồng chí A Thu này lên đồ cái là máu chiến lao vào tem bạn. Hất tung, hay lắm, bậc chiêu cuối lên chơi. Phang này, chà chà. Rồi nó chạy mất tiêu luôn rồi, xong. Ôi. Các bạn thấy gì không? Thấy vị tướng A Thu tem mình khác gì một cái cục thịt cho tem bạn nó đánh không? Gọi là người ta gọi là bao cát đấy. Rồi thêm cả booster nữa thế này thì toang hảo quá. Đập luôn, đẩu săn cái thằng này, láo ngáo, đi đâu, lơ ngơ láo ngáo này, vẫn dính cái chiêu 1 của nó đầu quá các bạn ạ. Chơi luôn, nó chạy mất tiêu rồi, thôi xong, xúc luôn anh A Thu ơi, bổ nó. Mình nghĩ chắc không được đâu, tại vì mình thấy rằng hiện tại trang bạn nó đông quá cơ, rồi Wonder Woman nó tới nữa cơ chứ. Xong tem tôi rồi. 3-11 rồi. Hảo đẹp trai bây giờ mới bắt đầu. Đấy, thấy không? Lại phải gánh team rồi các bạn ạ. Mình lại phải gánh team nữa rồi đây. Gặp những trận đấu như thế này mình cảm thấy khá là hứng thú. Bây giờ mình mới gọi là thể hiện kỹ năng cho các bạn đang xem clip xem này. Và gọi là gánh team luôn cái trận này này, lấy một sao gọi là một cách gọi là không biết dễ dàng hay là cực khổ, nhưng mà phải lấy một sao cho anh em xem này. Nói chung là chơi game này không phải có thắng có thua, nhưng mà mình chơi AD mà mình phải có niềm tin vào bản thân mình chứ, sao mà mình có thể nào mà gọi là ấy được, có thể nào mà mình cảm giác mà mình gọi là thấy thua là mình đầu hàng được không? Được, chơi nó, bật chiêu cuối lên, phang luôn. Pew! Ui chạy nhanh thế, các bạn nó chạy như nhái vậy trời, khiếp vậy. Ừ, 1 2 3 piu phập. Oh my god, không có trúng.
Cố lên anh ơi. Cố lên các anh ơi, mất trụ trên rồi. Ui, phóng trúng rồi kìa. Hay chưa. Chơi nè. Ui dồi ôi. Khó nhở. Hay lắm. 1, 2, 3. Mày chết. Bạn chưa cho bạn chùa. Mình biết rằng là rất là nhiều bạn gọi là xem trên clip trên kênh YouTube của mình, các bạn đã toàn là rank gọi là cao thủ thôi, mấy chục sao, có khi chiến tướng cũng có rất nhiều. Nhưng mà nếu như mà các bạn đã lên rồi thì mình thấy các bạn xem clip cho vui thôi. Còn nhiều bạn mà kiểu giống như là đang ở rank tinh anh hay là kim cương hay là bạch kim gì đó mà muốn leo rank ấy, thì các bạn lên gọi là xem clip của mình thường xuyên một chút, xong rồi mình kiểu giống như là học cách di chuyển này. Đấy, xem mình di chuyển như thế nào này. Ơi, con hàng này. Ấy giời ơi, ngon, được một mạng. Này thì láo nháo này, đừng có kéo mà. Trời ơi, đừng có kéo. Bạn ơi, đừng có kéo nữa. Mình chạy đây. Choáng nè, lưu đố. Thôi đi về. Thôi đấy, hết được về các bạn. Quan trọng là mình không có chiêu, không có gì hết trơn, không có máu, không có mana, không có chiêu luôn. Khổ quá. Rừng tâm mình trận này có vẻ như là không ổn rồi. Ui dồi ôi, 2-4 rồi. Ui dồi ôi, anh A-Thu 0-5. Ui dồi ôi, mid 1-4. Wow. Ui dồi ôi, chuẩn bị chết hết một loạt luôn này. Chết hết này. Ơ, không chết kìa. Tưởng chết mà lại không chết à. Với những trận đấu như thế này á, thì các bạn phải lưu ý một điều là mình mà muốn gánh team thì mình phải đi farm nhiều vào nha. Ui ôi, lại đánh nhau nữa rồi, đánh nhau toang quá rồi. Tại vì đầu trận mình đánh không có đam nha các bạn. Chơi này. Thôi được rồi, tha cho em đi. Hỏi thêm mình chết ráo luôn rồi. 1, 2, 3. Piu. À, né luôn, ghê. Được nhờ, được phết đấy, xịn phết đấy. Batman đang kiếm vị tướng Thor kìa. Rồi quyết định băng trụ luôn rồi. Veo, bùm, trời ơi anh ta làm gì thế này. Phóng cái này, trúng rồi đó. Phóng trúng rồi đó các bạn. Nhưng mà đâu làm được cái gì đâu. Nhớ biết làm sao. Gặp đồng đội mà nó yếu hơn so với team bạn thì mình cố gắng mà farm rồi cuối trận mình gánh thôi các bạn. Chứ không thể nào mà mình gọi là đầu hàng được nhá. Đầu hàng thua mất sao, phí lắm. Cố gắng hết mình thôi. Nếu mà đồng đội mình nó quá như là phế con nhà bà vật ấy thì chấp nhận số phận. Còn không thì mình có phải lạng lách né tụi nó ra. Mình là xạ thủ, mình phải vào sau. Mình không được vào đầu tiên nhá. Ôi ôi. Ê, phóng quay lại là choáng một phát này, không phải chạy nè, đó. Batman với cả kêu Grot bị đánh cho tơi tả bã bơi rồi. Én. Tuổi. Toàn à, chết sạch thằng xanh luôn, ghê chứ. Ơ kìa, đậu xanh, ơ kìa. Không sao đâu. Vấn đề còn lại cứ để mình lo cho. Không được nóng máy này cháy buri mất. Cứ bình tĩnh thôi các bạn. Rồi bỏ trụ luôn nha. Mình bỏ trụ chứ đừng để bỏ mạng nha các bạn. Mất trụ, 1-2 trụ không sao. Rồi xong, mày chết. Hư nè. Hư ăn luôn hả? Máu thế. Ui choáng rồi. Đập luôn. Hay quá anh ơi. Ồ. Batman đang bự phết nhờ. Được đấy. Ui trúng rồi này. Chơi nè. Ui giời, bố mình ăn mạng hết trơn luôn. Trời ơi, mình AD mà mình gọi là gánh team mà mình hỗ trợ 8 mạng luôn, ăn được có 2 kill à. Phải cho mình nhiều mạng vào. Mấy ông ăn mạng hết trơn thế này tí ai gánh nổi. À, đen cho mình quá các bạn ạ. Ăn con này luôn. Vậy cái ông nội super boss này ông đi ngang như một vị thần luôn. Ông eo yêu kiểu gì. Trời ơi, AD ăn con Kazakasa này muốn chết bỏ luôn. Cái ông giúp bọn ông đi ngang qua như kiểu như nó không nhìn thấy gì luôn ấy. Mắt mù luôn ấy. Sợ thật đấy, gánh mấy ông này muốn lòi hàng ra. Mình phải ăn con blue này thôi. Tại vì các bạn biết sao,
Vị tướng á, ấy nó lại còn cái S nữa cơ chứ. Vị tướng dừng cho mình thấy bạn ấy quá phế rồi, không còn để mà không đủ sức để chơi với trăm bạn, là mình phải ăn để mình chơi tụi nó. Láo nháo láo nháo láo nháo nháo một em, chơi không? Chơi không? Chơi không? Chơi không? Chơi không? Chơi chơi không? Này 1 2 3. Mày chết, đậu xanh đi đâu? Ui tốc biến kìa. Trời ơi tốc biến kìa. Đi đâu? 1 2 3. Không có hả? Natalia nhanh thế nhỉ? Ừ ha, cái thanh niên gọi là Wonder Woman kia nữa. Đi về phát các bạn ơi. Q-Cross sắp ra rồi, nhưng mà mình cũng không biết rằng Q-Cross nó có chạy ra nó ăn lính không nữa, hay là nó ngáo ngáo ngơ ngơ nữa. Trời ơi, đồng đội tôi mình thấy trận này nó hơi bị gọi là hoang mang. Nó lại chạy ra đừng rừng, nó ăn rừng mà nó không thèm ăn lính nữa. Khổ lắm nè, các bạn thấy không? Nó không thèm ăn bồ đỏ luôn kìa. À, rừng kiểu này còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Không ăn rừng luôn. Không bồ đỏ, không thèm ăn. Đấy, chạy qua đi ăn mấy con nhỏ nhỏ cơ. Ê, còn gì nữa mà nói nữa. Các bạn cẩn thận nha, tôi không có đùa đâu đây. Đồng đội tôi phế nhưng mà tôi không có phế đâu nha. Đừng có nhờn. Rồi Batman với cả Arthur đi như một vị thần, hay lắm. Xúc nó, đúng rồi, hay quá. Chơi đi, bật chữ cuối lên phang đi. Thôi ăn cái con bùa đỏ phan. Vô nè. Đậu. Rồi xong. Xử hết tem bạn luôn. Thôi được rồi, đi về. Về mình sơ con blue phát nhá. Chứ rừng nó có ăn đâu mà mình nó chết ngắc rồi còn đâu nữa. Khó nhỉ. Nhưng mà trận đấu này mà mình thắng cái các bạn cho mình like nhá. Căn bản nãy giờ là mình không xanh tại vì đồng đội mình nó KS hết ấy. Chứ nếu như mà mình xanh thì nãy giờ mình là vô mình vô địch luôn rồi. Dòng nè các cậu ơi, dòng nè dừng ơi, top ơi. Top mid ơi, dừng nè, dòng nè. Húp nó. À không được. Không được, Wonder Woman đây. Ui tem bạn đông thế nhở. Có chiêu cuối rồi đây, đập luôn. Chơi nó luôn. Phang nó luôn. Ê, Alain, chơi nè, Alain nè. Máu lắm bạn ơi. Bạn thích là mình xích bạn luôn rồi. Em xin lỗi, em hơi quá chớn. Em ảo tưởng sức mạnh quá. Chơi luôn. Còn ai nữa không? Còn một người nữa, kệ đi, đẩy lên trụ lên luôn. Thấy chưa? Các bạn đã thấy chưa? Thấy mình gánh team chưa? Ôi ôi, mình bảo rồi mà, trận này mình lại phải gánh rồi, không gánh không được ấy chứ. Chết mẹ nè, cái trụ này hư quá. Bụp. Thôi về ăn con bồ đỏ phát nha các bạn. Ăn bồ đỏ các bạn biết để chi không? Rồi bồ mình cái thằng bồ que này nữa, thằng support ngáo cơ trên cành bơ này nữa. Nó còn ăn con bùa đỏ của mình, thiệt tình nó không còn gì để mà nói nữa luôn đấy các bạn ạ. Khó hiểu thật. Chết tôi luôn, chơi gặp mấy đồng đội kiểu này chết tôi luôn. Rồi, nó bị hai thành viên tem bên kia quánh như sấp mặt luôn rồi. Chạy đi đâu? Ui dồi ôi, tôi phóng ghê quá, phóng xuyên qua hai người. Đẳng cấp vãi cả lúa luôn. Phóng xuyên qua hai người mới chịu nha. Có quân đầu mình tới. Đập luôn, có Arthur ở đây mà bập luôn. Quay lại đằng sau xúc nó luôn. Chơi nó luôn, đừng cho nó đẻ trứng. Ôi, có hảo một cái là tem mình giống như hổ mọc thêm cánh á, lại nãy đang phế các bạn. Bây giờ thì thấy chưa, anh em thấy chưa? Nãy đang phế nhưng mà bây giờ thì lật kèo ngay. Quá dữ dằn. Rồi, đi chung này, mình xúc hết từng người một nè. Xúc nè. 1, 2, pèo. Trời ơi. Trúng rồi đó, mà nó tốc biến nó chạy mất. Natalia nó thấy nó gọi là mình phóng một cái nó bật tốc biến chạy mất luôn. Thế là mất, mình mất chiêu cuối luôn. Tem của mình đang gọi là càn ở đường dưới lên, ở đường trên luôn, và ở đường giữa luôn. Đường giữa mình thấy khó nhai quá, mình chạy lên đường trên mình lượm cái trụ này. Đây, trúng rồi, choáng này rồi, đập nó luôn, ăn ơi,
Đập luôn anh ơi, đập luôn anh ơi. 1, 2, 3, pew, phụp. Ôi, choáng, ngày thằng trước mới đau chứ. Lượm cái trụ đó luôn, lượm cái trụ đó luôn. Có luôn kìa, có mạng, có mạng, có mạng, băng chủ luôn, quốc luôn. Ê, không sao, không sao, mình còn liềm. Ui dồi ôi, đông thế. Ôi, chết mẹ rồi. Nó đông quá cả trưởng ra các bạn ạ. Trời ơi, pha đấy không ngờ luôn đó các bạn. Nó đông thật. Kiểu giống như là tem mấy bạn nó chạy ra nó giết đồ mình ấy. Xong nó còn nhiều máu quá. Mình còn liềm nhưng mà không làm được cái gì hết trơn. Trời ơi, tem rồi nó phế kìa. 38, 39, 49. Rồi, Kill Cross đang bay ra với cái chiêu cuối trong tay. Anh ta đã bị tem bạn đánh như một cái cục thịt chứ các bạn. Nó đánh như một cái cục thịt luôn. Không khác gì cái cục thịt. Chả làm được cái gì cho đời luôn. Rồi, tiếp theo là Batman đang đi ra. Sao lại không dám chơi nhở? Batman non thế. Phải mình là Batman, mình quăng chiêu 2, mình làm cái đùng là vị tướng gọi là ấy chết ngắc rồi. Đây đây, giờ hồi nãy có CDC không chơi, bây giờ ra chơi một mình. Đúng là ngáo hết mức độ. Ngáo. Solo với ai? Bố tôi là ai đang ở đằng sau. Ơi bãi ơi, chú quê. Rồi xong, thấy vợ ông nổi luôn. A Thu làm trò gì kia trời? Kìa A Thu kìa, lính kìa, cái con Kasa kìa. Trời ơi, tem tui làm trò gì đây? Chết Crisi à? Không sao, có kêu ở đây. Ui dồi, cái thằng Alain nó đứng đấy mà tem tui nó không biết luôn. Thôi, thua rồi các bạn. Batman chả làm được cái gì cho đời hết trơn. À trời ơi, tưởng thắng rồi chứ. Không kịp mình ra rồi các bạn ơi. À tưởng thắng rồi ấy. Sợ thèm thôi quá. Không giữ được cái trụ. Thiệt tình. Không kịp các bạn. Mình ra kịp rồi nhưng mà bây giờ mình bật chiêu cuối một cái là xem mình kia nó đập trụ nát ở đâu. Trời ơi, cái thuê gặp cái thứ gì đâu không ấy trời. Tưởng thắng rồi chứ. Ai ngờ đâu thôi, sấp mặt. Thôi mình nghỉ nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nha. Bye bye.